Hiện nay bạn đang có Arc Horde à? Nếu như mà bạn muốn nâng cấp lên thì khoảng tầm 6.8 gì đó. Nhưng bạn mua của ở bên trang store. Vâng, chào các bạn, chúng ta đã đến với cả game đấu thứ hai trên mình tụi này là game thủ rớt màu hồng của ông ta, anh Kizua vừa chiến thắng trong game đấu thứ nhất vừa rồi. Còn đây là anh game thủ pro top màu đỏ của ông ta. Hiện nay thì Kiệt đã đánh từ nhánh thua lên. Anh ấy đã có một bàn thua trước trước cái anh Kizua kia, anh ấy đã đẩy Kiệt xuống loser match. Bây giờ thì cả hai game thủ lại gặp lại nhau ở trận final match này. Nay thì máy của mình nó đã rất là yếu rồi, mà bây giờ lại còn chạy cả StarCraft, cho nên là mình không thể nào mình hỗ trợ việc truyền thông cho thím Tèo được. Rồi thì thím Tèo thì mới phải lo ở ở bên ngoài thôi, thì mới cứ phải ngồi thì mới truyền thông ở bên ngoài trên một mình thôi, là hỗ trợ cho thím thím mới được. Thích star nào thì cũng được thôi, vì là nó vẫn là ba ba quân đấy cả, nó chả khác với nhau cả. Nhau thôi. Lâu lâu không chơi nữa. À, ba ba chủng tộc vẫn là rớt, vẫn là Protoss, vẫn là Terran thôi, khác với nhau cả. Bạn thích nào cũng được. Tội là hiện nay thì cộng đồng Good War thì có lẽ là hình như là chết hẳn rồi sao ấy, mình rõ lắm. Lâu lắm mà chẳng thấy có hoạt động gì, hoặc là chỉ còn một nhóm vài anh ngồi ngồi tự kiểu ngồi chơi đêm với nhau thôi, chứ còn chẳng thấy có giải đấu nào nữa rồi. Ngay cả thuốc lào thì cũng đã lên đến sắc cấp 2 từ rất lâu rồi, anh không lởn vởn gì ở Good War nữa rồi. Đây thì một con Probe đã bị phát hiện, Probe của ta thì cũng đã ua xong mỏ rồi. Chúng ta nhìn thấy lại tiếp tục là Fork Fork Brigade. Anh này Protoss của ta chắc là chưa chưa biết cách sử dụng build di giọt chạc cả đâu, không phải chưa biết sử dụng build Gate Fan rồi. Cái Flickpan thì thường sẽ khiến cho các game thủ rớt của chúng ta mất nhiều thời gian hơn trong việc là ăn ăn mỏ ba, và sẽ phải rất là chủ động trong việc phòng ngự thì mới có thể là ăn mỏ ba được, thưa các bạn. Thì Protoss đã cũng tiếp tục đặt xuống Sanctuary Core của mình ở vị trí bên trong phía sau hàng vua này. Việc đặt như thế này sẽ giúp cho game thủ Cô tốt tránh tránh được việc là đối phương bên lính bớt hoặc là mà Marot phá mất Cybernetic Core nguy hiểm. Tốt thì vẫn đang ăn hai mỏ, chưa có dấu hiệu là ăn mỏ ba. Hiện nay đã là gần 6 phút rồi, như chúng ta thấy đấy, gần 6 phút rồi mà vẫn ăn mỏ ba, khá là muộn. Trong khi bình thường thì đây cái thời điểm này của rớt là thời điểm để mà chống build Cliff Expand cơ, chứ không phải là chống Fog Fanny như này. Hiện nay thì Rô đã được đưa ra để đặt xuống màu 3 cho game thủ rớt của chúng ta rồi. Có tốt, trong khi đó đã đặt xuống nhà Stargate. Anh ấy sẽ chơi Stargate ở trong game đấu lần này. Đối với cả Stargate của Protoss trong trong map Yasuo như này thì tôi cũng thế nào. Tôi nghĩ chắc thường thì sẽ là một Widowmine được nhầm một con Oracle. Một Oracle sẽ được đưa đi lúc đầu để có thể là giúp cho
tốt scout mỏ của đối phương, có thể harass được vài con drone thì càng tốt, nhưng mà quan trọng nhất là để ép cho Zerg sẽ phải lên Spore Counter. Spore Counter sẽ mất có gọi là một con một chỉ cần một cái bóng dáng của một con Orker thôi là cũng sẽ bắt Zerg sẽ phải đặt 3 Spore Counter, ít nhất là 3 Spore Counter ở cả ba mỏ của mình. Sau đó thì Zerg sẽ phải lên unit counter lại để đề phòng đối phương mà lên Varay để map thêm Phoenix. Vì như vậy thì Zerg sẽ phải đặt thêm nhà Hydralic đen. Như các bạn thấy hiện nay anh ấy đã bắt đầu đặt xuống Spore Counter rồi. Đây thì Widowmine, một con Orca đã bắt đầu di chuyển ngang qua Senna Tower, bị một con Zergling rồi. Như vậy bị một con Zergling phát hiện rồi, như vậy là rớt của chúng ta sẽ dễ dàng phòng ngự được. Hiện nay thì anh ấy đã có Spore Counter vị trí bên trong bên bay rồi. Có hai cũng đã hoàn thành xong rồi. Zergling còn đang mải mê ngồi đập đá đây. Thằng đá 2000 sắp bị đập rồi. Widowmine, Orca đã vào đến bên trong rồi. Ôi giời, bị đuổi ra ngoài rồi. Con này chắc là mới có mới có 2 kill mà thôi. 2 kill này hình như chủ yếu là hai con Zergling thì phải. Nó không nhầm. Nay thì mỏ 3 đã hoàn thành xong cho cái thủ rớt và anh ấy đang bắt đầu đưa Queen ra để mà phun lava. Tốt đang warp ra thêm Sentry ở vị trí phía sau này cho mình để có thể dễ dàng trong việc việc phòng ngự. Nay đã 8 phút rồi. Hydralic đen đã bắt đầu đặt xuống. Và như vậy là anh Izua sẽ có Hydra để Antie. Cô tốt của chúng ta thời điểm này thì anh ấy đang thừa quá nhiều tiền thưa các bạn. Vâng, anh ấy đã có 1.600 tiền rồi. Anh ấy đang không biết mình nên làm gì thời điểm này rồi. Chắc anh cũng đang khá bất lực trước game thủ Kizua của chúng ta. Nhiều tiền như này, game thủ cô tốt tốt nhất là nên đặt đặt gate này, đặt pylon này xung quanh. Và còn là dùng hết tiền ngay. Sau đó nên một là mát Varay để mà xử lý Rod và Hydra của đối phương. Hai là phải nâng cấp lên đảo tech sang sử dụng Polo Blink Stalker thì mới có thể giành chiến thắng được trước cái build Hydra. Như các bạn thấy đấy ạ, để trận này sẽ lại là Hydra Hydra Đức Linh rồi. Bắt đầu di chuyển rồi, Đức Linh và Hydra đã bắt đầu di chuyển lên rồi. Rồi thì quân đội của Protoss đang bắt đầu mua ao với Zilord, Voidray. Zilord, Voidray và Massive Core thì không phải là câu trả lời cho cái build Đức Linh Hydra được. Hydra bắn, Hydra xử lý Zilord rất nhanh nhờ cái khả năng khơi đam nhanh và mạnh của mình. Đây, anh Kiệt lại một lần nữa anh ấy để cho mấy con tiên linh của đối phương di chuyển vào lẫn luôn vào bên trong đàn Zilord như này. Đức Linh có hai con đang được scout. Vâng, đã nhìn thấy đối phương chưa có mỏ 3 rồi. Có tốt của chúng ta đã ua in xong mỏ, anh đã bắt đầu đưa con đội của mình lên. Vâng, bắt đầu có thêm một, đã bắt đầu đưa lên rồi. Ngay thì pylon đang ở đâu? Pylon ở tận giữa map rất xa như này. Anh ấy bị một cái lỗi về việc là đặt pylon rất lung tung. Vâng, bây giờ thì Hydra đang ở vị trí trên này rồi. Vâng, Hydra đã bao lấy quân đội của Protoss rồi. Protoss đang đi theo một cái đường thẳng này thì không ăn thua rồi. Vâng, bên Linh đang la vào nổ hết Sentry rồi. Còn một con Sentry mà thôi. Vâng, xong rồi. Vâng, này Zilord này quả này không ăn thua rồi. Vâng. Các bạn nhìn thấy đấy. Vâng, Hydra chia rất đẹp kể cả Fogfield như này. Mặc dù có vài con bị kẹt ở bên trong nhưng mà Hydra vẫn chia quân ra được. Bây giờ thì những con Zilord này có về được nhà không? Đây tôi sợ không thể nào về được nhà khi mà Zergling chạy rất nhanh. Zergling có thể bắt được con Zilord này rất dễ dàng luôn. Protoss chúng ta đang phải warp thêm ra Varay để phòng ngự nữa. Vâng, tôi sợ không ăn thua rồi. Bốn con này chắc là vừa được warp ra thì phải. Pylon này sống nổi không đây? Khi mà Hydra đã đang lao lên đông như này thưa bạn. Một con Varay không thể nào giúp cho Protoss giành chiến thắng trước một đàn Hydra rất đông như này được. Và Protoss đang warp ra thêm Zilord nữa để mà chém Zergling. Ba con đông đang làm nhiệm vụ là vâng, xong rồi, GG rồi. Và như vậy chúng ta đã tìm được người đi tiếp vào vòng trong của bảng C, đó chính là anh Izua.